chị. Để mình lần tới nếu mà chị đã tắm tái khám thì mình sẽ qua phòng khám lên để có chị biết rồi. Gặp thầy. Vâng, mà chúc chị về nhà là sức khỏe đầu tiên và tinh thần giảm thật tốt. Cảm ơn em. Các bác sĩ viên thì đã dặn rằng chị về ăn chế độ ăn hết chưa ạ? Hôm nay thấy chị khỏe đấy. Ngồi đây, xem nào. Không, thì bình thường vậy đó, lông nó hơi quẳng lên thôi. Chứ không có gì hết. Bình thường đúng không chị? Bác sĩ viên thì tặng chị là chế độ ăn cho một tuần đầu tiên thì mình sẽ là ăn sung túc. Đúng rồi, ăn là hoàn toàn. Thì cũng không có quá phức tạp đâu. Mình chỉ khó một chút. Thì sau một tháng thì chị cố gắng ăn uống là mình nhai thật kỹ này. Để sau đấy là mình mới nuốt. Về nhà nếu như mà chị thấy khó chịu ở đâu này hay là có bất kỳ một cái vấn đề gì thì chị cứ gọi báo cho em để em báo bác sĩ liên hệ chị luôn ấy, để chăm sóc chị cho cẩn thận. Cảm ơn. Dạ vâng ạ. Hôm nay thì nói chị khỏe mạnh khỏe khoắn này là vui lắm rồi. Em cũng có đau nhưng mà tại vì lo lắm vậy thôi, tại chị không lấy máu không lấy được, trời ơi chị nó chết cha rồi, chị thì sợ đau. Vô là chị tái xanh mặt mày. Nhưng mà hồi đi ra chị với lúc mà phẫu thuật á thì sự là đâu biết gì đâu, chị đi vô nằm xong cái lúc thì chị chỉ nghe gọi vậy thôi, rồi chị cũng bị ói thôi đó, thì cũng có nói trước với mình thì chị nói là xưa chị mổ thì chị cũng bị như vậy rồi, xong đâu biết gì đâu, rồi xong không biết gì hết. Thì sự thì nó cũng có đau nhiều, nó chỉ quặn á, có nghĩa là nó quặn cái ngày tối nó thì chị bị quặn lên nó khó chịu. Lúc dậy lúc sáng tỉnh dậy thì chị có thấy đau không? Lúc mà lúc mình mở mắt dậy không chị? Ok, nhẹ nhàng thế này chị mới đau. Đẩy ra là mình thấy ổ mình bình thường. Đúng nhỉ? Thì giờ đẩy ra là chị không? Ủa chị thấy ổ bình thường nha. Ôi thoải mái. Bình thường bình thường mà. Chị sắp không bình thường. Chị đâu chị ngồi đi. Có chị đứng thôi. Không, chị bình thường, chị đi đứng bình thường. Vâng. Chị lại ngáy thôi, chứ chị đi đứng bình thường. Vâng. Đi thì nó thoải mái hơn ngồi. Về nhà đi nghỉ mỗi ngày ăn uống. Dr. Nguyễn Anh Tuấn, tiên phong trong thu nhỏ dạ dày giảm béo.